Hello, chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình lại gặp lại Ducati Pani Galive 4S. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái điểm hay, những cái điểm mà mình tìm hiểu được ở chiếc xe này, để các bạn có một cái bức tranh tổng quát hơn về chiếc Ducati Pani Galive 4S. Thì các bạn cũng biết rồi, Pani Galive 4 là một chiếc xe superbike của Ducati. Và trước Pani Galive 4 chúng ta có những chiếc xe như là 1199 này, 1299 này. Và những chiếc xe đó thì sử dụng cái cục máy V-twin. Và tại sao Ducati lại sử dụng cái cục máy V4 trên chiếc Pani Galive 4? Tại vì theo Ducati thì cái cục máy V-twin nó đã đạt đến cái giới hạn phát triển của nó, tức là nó không thể nào mà phát triển cao hơn được nữa. Và khách hàng thì càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn ở một chiếc xe, nào là mạnh hơn này, nhanh hơn này, an toàn hơn này. Và chính vì cái lẽ đó thì Ducati đã quyết định là mang cái khối động cơ V4 trên chiếc Desmo Sedici GP của hãng đang thi đấu ở MotoGP lên một chiếc xe thương mại. Và chúng ta có là chiếc Pani Galive 4. Thì đó là cái lý do mà Ducati đã chọn cái khối động cơ V4 để mà trang bị cho chiếc Superbike mới nhất của mình. Thì khi mà có một cái khối động cơ mới á, thì chúng ta phải làm lại mọi thứ, gần như là như vậy. Chúng ta phải làm lại khung sườn này, chúng ta phải thiết kế lại cái dàn áo ngoài của chiếc xe này, chúng ta phải thiết kế lại cái hệ thống điện tử này, chúng ta phải thiết kế lại cái hệ thống phục trước phục sau sao cho nó tương ứng với cái sức mạnh của chiếc xe đó. Các bạn biết là cái chiếc V4S ở đây thì nó là một chiếc xe phải nói là tạo ra một cái công suất rất lớn đó, nó khác biệt hoàn toàn so với những cái chiếc 1199 hay là 1299. Và chúng ta cũng biết rồi, V4R nó còn khủng khiếp hơn nữa. Thì cũng như là những chiếc sport bike khác hay là những chiếc super bike khác thì cái dàn áo bên ngoài của chiếc xe, thì tại vì đây là một chiếc super bike mà, thì cái dàn áo bên ngoài của chiếc xe để mà giúp nó chạy nhanh thì Ducati đã test cái dàn áo ngoài này ở trong cái hầm gió gọi là wind tunnel đó, để tối ưu hóa cái tính khí động học của chiếc xe cũng như là giảm đi cái lực cản không khí xuống còn mức thấp nhất. Thì đó, cái sức mạnh, nhưng mà cái sức mạnh đó phải được tối ưu hóa thông qua cái hình dáng khí động học để mà cái sức mạnh đó nó phát huy tối đa. Chúng ta cũng biết rồi, cái chiếc Pani Galive 4S ở đây là sử dụng cái động cơ được gọi là động cơ V4, tức là 4 xi lanh, và nó sắp xếp theo hình chữ V như thế này đó. Chữ V này góc nghiêng là 90 độ. Rồi, tại sao lại như vậy? Thì các bạn cũng biết là đối với những chiếc xe mà xài động cơ xi lanh, 4 xi lanh thẳng hàng đi, 4 xi lanh thẳng hàng 1, 2, 3, 4 đi, thì khi mà chúng ta đẩy cái tua máy lên cao để mà đạt top speed, đạt tốc độ tối đa của chiếc xe, thì xảy ra một cái hiện tượng. Và cái hiện tượng này nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái khả năng vận hành của chiếc xe. Đó chính là nó rung rất ghê. Và chính cái thiết kế V4 góc nghiêng 90 độ ở đây nó giúp loại bỏ cái hiện tượng rung đó, và nó giúp đẩy cái vòng tua máy của chiếc xe lên cao hơn nữa để mà giúp chiếc xe đạt được cái công suất tốt nhất. Thì đó là cái hay của cái động cơ V4, nó giúp loại bỏ đi những cái lực sơ cấp ban đầu, và chúng ta không cần đến một cái trục cân bằng để mà cân bằng các cái lực khi mà 4 xi lanh lên xuống theo kiểu là 4 xi lanh thẳng hàng. Một cái điều mà mình rất rất thích ở trên cái cục máy của chiếc V4S ở đây, đó chính là cái cục máy này sử dụng cái thiết kế trục hiểu quay ngược, gọi là counter rotating crankshaft hay là reverse rotating crankshaft. Thì cái việc thì trước đây các bạn biết là chỉ có những chiếc xe MotoGP mới sử dụng cái thiết kế này để mà giúp chiếc xe nó chính xác hơn khi mà nó chuẩn bị vô cua. Và Ducati và Ducati Cos đã sử dụng cái kiến thức đó để mang lên chiếc Ducati Pani Galive 4S. Cái việc sử dụng cái thiết kế trục hiểu quay ngược đó, nó sẽ giảm đi cái hiệu ứng con quay hồi chuyển. Ngoài ra thì nó còn mang lại hai cái lợi ích rất là lớn, đó chính là khi mà cái trục hiểu quay ngược đó nó quay thì nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ tạo ra một cái lực, và cái lực đó nó sẽ giúp hạn chế cái hiện tượng
bốc đầu. Đó, khi mà tay đua chuẩn bị ra cua đó, người ta mở ga, thì khi đối với một chiếc xe mạnh như vậy, khi mà chúng ta mở ga thì cái hiện tượng bốc đầu là rất là khó tránh khỏi, và cái trục hiệu quay ngược đó thì nó sẽ giúp cái chiếc xe không có bị nhấc bánh trước lên khi mà tay đua thoát cua. Và một cái lợi ích thứ hai đó chính là nó giảm đi cái hiện tượng nhấc bánh sau lên khi mà người ta bóp thắng. Thì đó là cái lợi ích rất lớn mà cái trục hiệu quay ngược mang lại đó. Và chúng ta cũng biết là ở xe thương mại á, là chỉ có Panigale V4 và những cái cục máy 3 xi lanh của MV Agusta là sử dụng cái thiết kế trục hiệu quay ngược này. Và cái lợi ích mà nó mang lại thì phải nói là rất lớn, giúp cho chiếc xe vô cua chính xác hơn này, giảm đi cái hiện tượng bốc đầu này, giảm đi cái hiện tượng nhấc bánh sau này đó. Và đó là một cái điều mà mình rất rất chi là thích. Rồi bây giờ mình sẽ nói qua cái khung sườn ở đây. Thì khung sườn này có tên gọi là front frame. Thì như lúc nãy mình nói á, khi mà thiết kế ra một cái động cơ mới thì chúng ta buộc phải thiết kế lại cái khung sườn sao cho nó phù hợp với cái động cơ đó. Thì cái khung sườn front frame này á, là sự kết hợp giữa hai cái khung sườn gọi là khung sườn monocoque và cái khung sườn twin spar. Đó, twin spar là hai cái thanh nhôm như thế này. Còn monocoque nó sẽ sử dụng cái khối động cơ như là một cái bộ phận chịu lực. Như vậy các bạn thấy ở đây là cái cục máy Desmo CDC Stradale ở đây cũng là một cái bộ phận chịu lực của cái khung sườn này. Và chính cái điều đó nó giúp giảm đi cái khối lượng của chiếc xe. Cái khung sườn front frame này á, nó chỉ có khối lượng là 4kg thôi, rất nhẹ phải không các bạn? Đó, thì và chính cái thiết kế này nó làm cho chiếc xe nó gọn hơn, nó thon hơn. À, cái bộ khung sườn của Panigale V4 á, được hoàn thiện bằng một cái khung phụ ở đây các bạn. Nguyên cái phần này là nguyên cái phần ở dưới đây này là được làm bằng hợp kim manhê, và cái phần mà yên ngồi á là làm bằng hợp kim nhôm. Và các bạn thấy ở đây là cái phần khung phụ phía sau á là được nối trực tiếp vào cái miếng sườn đây của cái khung sườn front frame á. Còn ở dưới đây các bạn thấy là cái phuộc sau này, cái phuộc sau là được gắn vô cái cục máy Desmo CDC Stradale qua một cái thạch tay đòn ở đây. Đó, nó giúp chiếc xe nó rất là gọn lại ha. Và chính cái thiết kế này á, nó giúp chiếc xe nó ngắn lại. Và khi mà chiếc xe nó ngắn lại thì nó sẽ rất là lanh lẹ, nó sẽ rất là mềm mại, rất là uyển chuyển khi mà đảo hướng. Một cái điểm nhấn thiết kế nữa đó chính là cái dàn áo hai lớp gọi là double layer fairing ở đây. Các bạn thấy ở cái dàn áo ở bên ngoài á, nó không có, tại vì cái V4 này nó hơi sẽ hơi to ra một chút, nhưng mà Ducati đã rất là khéo léo cái dàn áo bên ngoài này thì để gọn như vậy, nó giúp chiếc xe nó thon vô một chút. Còn cái dàn áo bên trong ở đây á, là nó giống như là nó giúp cái việc hút khí để mà giải nhiệt cho cái két nước á. Thì cái thiết kế rất là khéo của Ducati như thế này làm cho cái phần trước của chiếc xe nó rất là gọn, và nó tối ưu hóa được cái tính thẩm mỹ, cái sự gọn gàng và cái sự hợp nhất giữa các cái chi tiết của chiếc Panigale V4S ở đây. Và bây giờ mình xin giới thiệu với các bạn cặp heo Stigma. Thì cặp heo Stigma là Ducati phát triển với Brembo để mà sử dụng trên Panigale V4, và chiếc V4 là chiếc xe đầu tiên sử dụng cái cặp heo mới Stigma của Brembo. Cái cặp heo Stigma của Brembo á, là cái bản nâng cấp của cặp heo M50 đó. Và cặp heo M50 nó đã tốt rồi, nhưng mà cặp heo Stigma này nâng tầm lên, đã nâng tầm lên một bước. Đã cái cặp heo M50 đã tốt rồi, nhưng mà cặp heo Stigma nó ở một cái tầm cao mới. Thứ nhất là nó nhẹ hơn nè, nó có tính khí động học tốt hơn nè, nó được chế tác tốt hơn nè. Các bạn thấy cái cặp heo Stigma ở đây á, nhìn vào nó nhỏ hơn, nó nhỏ hơn cái cặp heo M50, và nhưng mà cái hiệu năng thắng của nó là được cải thiện hơn nữa so với M50. Tất cả nó mang lại, thứ nhất là hiệu năng này, thứ hai là cái sự nhẹ nhàng này, thứ ba là cái tính thẩm mỹ này. Đó, được chế tác bởi Brembo rất đẹp phải không các bạn? Đó, từ những cái đường xẻ, từ những cái đường cắt, rồi những cái tính khí động học, tất cả mọi thứ nó phù hợp với cái tổng thể của chiếc
Panigale V4, thứ nhất là nó tăng cái hiệu năng và thứ hai nó tăng lên cái vẻ đẹp của chiếc Panigale V4. Tổng kết lại á thì có rất là nhiều điều để mà nói về một chiếc xe tuyệt vời như thế này. Các bạn thấy là Ducati khi mà phát triển chiếc xe này đã dành rất là nhiều tâm huyết, đã sử dụng rất là nhiều cái kiến thức mà họ có được ở trên đấu trường MotoGP để mang xuống một chiếc xe thương mại. Chúng ta có thể kể ra là động cơ V4 này, cái hệ thống điện tử cao cấp này và rất là nhiều những cái chi tiết trên chiếc xe này làm cho nó trở thành một chiếc Superbike hết sức mạnh mẽ, hết sức nổi bật với những cái đường nét không lẫn vào đâu được. Thì đó là những cái điểm hay mà mình muốn giới thiệu với các bạn về chiếc Ducati Panigale V4S ở đây. Một lần nữa cảm ơn Ducati Việt Nam đã hỗ trợ mình làm cái video này và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt, bye bye, chúc các bạn một ngày mới tốt lành.